ảnh kiếm tiền anh em. Trên cái app Fontoku hôm qua mình giới thiệu đó, mình làm video này chủ yếu là mục đích anh em nào mà muốn tương tác với mình để lại comment bên dưới, mình sẽ trả sub lại cho anh em. Còn anh em nào không đăng ký thì cho qua cũng được, mình không tương tác với mình thì cũng được. Đầu tiên anh em vào app Fontoku nè, link tải thì mình để ở dưới link hướng dẫn ở dưới. Anh em chỉ cần tải về và login bằng Facebook và đăng nhập một cái mail là được anh em. Mình làm video này để thông báo cho anh em lúc mấy giờ nó sẽ hiện hình đồng tiền anh em. Anh em bấm vào vô cộng nè. Anh em chờ chút nha anh em. Rồi anh em vào cái file nè. Mấy cái này là nó thường thường là 11 giờ khuya anh em. 11 giờ khuya mình mà 11 giờ khoảng 11 rưỡi đó. Nó tạo nằm giá đó, đó là nó nổi lên mấy cái hình này mình mới có thể kiếm tiền được anh em. Còn mấy cái hình đăng ảnh dưới đây thì mình đăng thấy nó tiền nó cũng nhảy lên đó mà mình không có biết nó có tiền hay là không anh em. Mấy cái hình mà không có thời gian nè. Còn mấy cái hình trên thì có thời gian mà thường thường có khoảng 11 giờ. Anh em vô 11 giờ 1 rưỡi á. Anh em vô là có cái hình nó nổi hình cái lần này mà nó hình màu vàng anh em. Anh em đăng mấy hình đó là kiếm tiền chắc cú đó. Còn mấy cái hình này thì mình đăng thấy nó cũng bôi nó cũng nhảy lên đó, mà thật ra mình không biết kiếm tiền có được không nữa. Anh em thoát ra đi, mình cho anh em coi một cái bằng chứng là hôm qua anh em. Hôm qua mình đăng được có 2 ảnh nè. Mà được 30 mấy ngàn Z-boy nè anh em, là tương đương với 30 mấy ngàn. Tại vì mình cũng không có lừa tương tác với anh em lắm. Nếu anh em mà chăm chỉ ấy đi, tương tác rồi like đăng ảnh này nọ đồ, tiện lắm anh em. Nó dễ kiếm hơn mấy app bao hay lắm. Anh em chỉ cần đăng 2 ảnh là ngồi là có tiền. Đổi thẻ cào, Chừng nào mà mình đổi thẻ cào được, mình sẽ vài bữa nữa nó sẽ mở thẻ cào được, mình sẽ làm cái video hướng dẫn đổi thẻ cào cho anh em. Anh em yên tâm chơi đi, cái app này nó của nước ngoài nó uy tín lắm. Mình sẽ nè, anh em nào mà muốn tương tác cho mình thì em bấm vào ba dấu gạch bên trên anh em. Rồi anh em tìm người nè, bấm nút tìm người nè. Anh em tìm Quỳnh Văn Ánh nè. Rồi anh em lướt xuống anh em. Nè, anh em lướt xuống có hình nhỏ gái tập thể dục nè anh em. Là hình đại diện của mình đó. Mà ngặt cái nick này mình đã bỏ rồi anh em, mình chơi nick mới rồi anh em bấm qua người theo dõi nè, 6 người nè. Anh em bấm qua. Hiện tại là mình cái nick của mình là Quỳnh Anh -1-2 nè anh em. Anh em vào. Rồi anh em bấm theo dõi nha anh em. Đây mình người bạn của mình là được. Người đang theo dõi mình là 4.000 người nha anh em. Mình có được 2.000 mấy người bạn à. Ê 200 mấy người bạn à. Anh em nào có thắc mắc hay là gì muốn mình làm video gì anh em cứ để lại comment dưới đi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Còn anh em nào muốn tương tác cho mình thì đăng ký đi rồi xem cỡ khoảng phút 2 phút đi anh em, để lại một cái là dấu chấm là mình hiểu rồi. Hiểu anh em có đăng ký với mình nè. Anh em vô đây là vô app này tặng được người nước ngoài không anh em. Việt Nam mình ít có ai chơi quá. Có mà cũng có một số ít. Nè anh em, mấy cái hình mà có cái hình vàng vàng mà trắng trắng nè anh em. Chỗ này nè. Chỗ này nè anh em. Chỗ đó là được kiếm tiền đó nha anh em. Anh em đăng lên mấy ảnh đi, vài ảnh đi,
Bội nhảy lên thấy mà ghê luôn. Mình mới vừa đăng cho được ba anh lên ba mấy bốn chục càng mới cơn qua nay. Rồi anh em để đó, anh em chơi app này với cái app mà ABDK mà hôm qua mình có hướng dẫn anh em hai app y gan nha. Nó là anh em xong đôi, là anh em kiếm tiền ngày 100-200 ngàn tiền thẻ cào là khỏi bình thường anh em. Nhưng mà giờ nó chưa có cho đổi anh em ơi, vài bữa nó mới cho đổi. Giờ nó có cho đổi hoài lại gai à. Người nước ngoài người ta chơi thấy sợ luôn. Anh em chơi đi, yên tâm đi, không app này rất là uy tín nha anh em. Video của mình đến đây đã kết thúc, xin chào tạm biệt tất cả anh em nha anh em. Chúc mọi người mỗi ngày có một niềm vui. Mình xin chào tất cả, tạm biệt mọi người.